Welcome back to my channel. Sáng nay ngày mai không có kế hoạch gì hết nè. Có kế hoạch mà không có tiền. Có kế hoạch. Sáng Út đưa 3 triệu hết luôn. Sáng nào? Sáng nãy. Đưa nhà anh 2 triệu đóng tiền mới sấy. 300 ngàn tiền đám cưới. Đám cưới đưa nhân 300 ngàn cái gì mới thấy gì mới giặt mới thấy đó không mua đó để gì em giống như gì đóng 2 triệu chị 950 ngàn đóng mấy tháng nữa hả đóng mấy tháng nữa ba hết như thế ba tháng mà 2 tháng rồi có 2 tháng nữa mà ba tháng quên ra mệt không hả chín mười mười một có 12 buồn ngủ hả con nằm đang ngủ nha mà mấy đại hoàng nhân vậy ngủ với con nha nó ngủ dẫn con ngủ ghế nha ngủ ghế mà ừ con ngủ ghế còn nhanh ngủ dẫn hả con ngủ đó còn nhanh ngủ đó ha đâu con nhắc con nữa thì con nằm ngủ chờ đó nha nó gì nó ẩm vô được không ở dưới chợ ở siêu thị nữa bán cái hạt kiểu gì thì là mua ăn thử bán gì bữa lấy cái hạt cho nó coi đó mấy cái đó bạn sẽ xuống Aeon mua Aeon là đủ thứ hết luôn á giờ nó bán đồ chất lượng ha Aeon là hàng nhập không á nó cái gì đó đó cái siêu thị này nó cũng không có đâu giờ mua đồ ăn là chắc lượng của siêu thị on là chắc lượng dưới bên kia rau mà mua ở siêu thị á rau mà mua xong hết về nhà thấy là cắt ăn cái bữa ghê mày ai cũng vậy hết ở đâu chứ công ty mày hả công ty gì tao nói bên kia kìa em đút quá nhớ hả hàng sạch tới tới cỡ đó mà có thằng nó nghĩ ra ăn vậy chắc là ha mua siêu thị vừa lấy ra cắt lên cắt rồi cái nấu nướng nấu rửa sao sạch dữ ta không chát không đồ hôm trước người ta la tại vườn người ta ăn tại vườn dâu gì đó hái ăn tại vườn dâu thì là trái cây mà con này ý là rau rau củ đồ này rồi xà lách đồ kia và châu Á thì chủ yếu là nhiều thịt đồ cơm mấy nước kia ăn là không mấy nước kia cũng thịt đồ nhiều lắm ăn thịt không nước châu Âu thịt không dự nghĩ là nó sẽ có món salad mà nó sẽ thường xuyên ăn cái món đó với lại mấy ngũ cốc của nó đó nó là mấy đó ăn sáng với ngũ cốc còn bên này dạng này ăn nhiều cơm mới chất bột với thịt cá chiên với ngũ cốc lên mình ăn không bỏ vô nồi cái mình ủa tôi nói mày mấy lần không nhớ quên không nhớ luôn vậy tự nhiên biết nhớ mày làm nấu như nấu cháo vậy đó bỏ vô nồi ấy nước hả nấu nước sôi trộn lên hỏi không không có nấu chế gì chứ mì á à ừ là muốn là tô rồi nấu nước sôi rồi lướt lên cho trộn ăn thôi không trời ơi cắm gì quên nó bự cho bá cái cắm miếng gì đâu mà cắm té đâu ăn dễ hơn
Mẹ gắn nó có tóc đây. Thì đi mua gì ta? À hạt chia à. À mấy cái hộp nó lại mình nói đó. Mà sữa tươi da u à. Cộng vô. Cho nó y mình chế nước sôi cho nó ăn cái đó là vậy ăn. Ăn ngọt á. Ý là dụ nè. Hạt chia nè, ốc chó nè, hạnh nhân nè. Thứ cái hạt chị quên ổ cái đó, cái bột chị quên ăn gì nè. Lúa mạch nè. Ừ, mà trộn là ăn xong với nước sôi lên. Xong rồi bỏ chế sữa vô. Ừ, sữa tươi. Xong rồi bỏ vô ô vô. Nó vậy á, ăn vậy. Dễ mổ luôn. Cái hạt ấy ngon, hình như là có hạt hạt, hạt bí đâu không được. Ừ. Ngon. Còn mấy hạt kia là chưa chín rồi. Cái hạt nào chưa chín? Ốc chó hả? À nó chưa chín. Cái hạt ở mình ra sấy lên để ăn sống mình chưa chín vậy. Vậy là mình chế nước sôi cho ăn bình thường hả? Ừ. Còn hạnh nhân mới là chưa chín á. Hạnh nhân nó cũng là sấy khô cũng ăn được nhưng mà nó cứng. Mình ăn được hả? Ngâm nước trước. Ừ. Ngâm chấm mềm ra. Ừ, là ăn được. Mấy hạt mắc không thôi. Lấy bánh tráng nữa rồi, lấy hai cái đi. Thôi đó rồi. Lấy cái bổ đi. Làm cái gì? Lấy chút hai cái đi con. Xong mình ăn hết này mình đi ngủ. Đi con.